Câu trả lời của Nguyễn. Tiếp tục sẽ là một pha bỏ nhỏ, cơ hội được dành cho Thành Sơn. Ai đây? Hàng trên đang là Trà My lấy đà. Trà My không vượt qua được hàng chắn của trung tâm y tế Huyền. Bóng về tại chỗ. Điểm cho áo vàng. Một đây, điểm số một đây. 2-1 rồi. Hai một rồi. Bước một tốt. Trà My lần thứ hai. Một pha trôi bom và trôi chim. Đó là Trà My. Ngôi sao đã có một clip ở trên mạng xã hội và đã lên xu hướng rồi. Hai đều dành cho Thành Sơn. Một trận đấu có thể nói trong mơ, mãn nhãn. Bèn vừa trở lại từ sân số 1 thôi. Và ngay sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với trận đấu được chờ đợi như là chung kết của trận đấu này. Khi mà Tam Sơn của Võ Hiền sẽ đối đầu với Đình Sơn của Nguyễn Diệp. Một pha đánh điểm một chân sau đầu đẳng cấp của vận động viên mang áo số 6. Điểm số cho trung tâm y tế Huyền 3-2. Bước một tốt rồi. Trà My rồi bom. Nhưng theo quyết định của trọng tài thì bóng ra ngoài một tí rồi. Bốn hai. Trời ơi, rất đáng tiếc. Một pha đánh bóng có thể nói là như một pha ném gạch của Trà My. Nhưng mà đường bóng chỉ ra ngoài một chút xíu rồi. Bao bước một luôn rồi. My. Lần này thì không có cơ hội cho áo vàng. 3-4. Và cầu âu tuyệt vời. Đó là Thanh Nho, một nội binh. Một nội binh của Thanh Sơn. Nho là nội binh mọi người ơi. Điểm số 4 đều. Quá hay cho trận đấu, quá hay. Năm bốn rồi và phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Trà My. 6-4 rồi. 4 điểm số liên tiếp dành cho Thành Sơn. Vẫn là những và gánh tem của My Sói. Idol Trà My, người đã được Adebeng PR rất là nhiều ở trên kênh TikTok cũng như là mạng xã hội. Hiện tại đang thi đấu tỏa sáng trong màu áo của Thành Sơn ở trận thi đấu quyết định. Ở trên sân thì đang có nhiều sản phẩm dây sao vàng đang được trình diễn ở trên sân. Anh em vào xem thì đừng quên cho mình xin một like, một nút chia sẻ, đặc biệt là một đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới. Một đăng ký kênh miễn phí anh em nhá. Một đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí thôi. Bấm like, bấm chia sẻ đi nào. Như đã chia sẻ ở anh Sơn thì mạng là không được tốt, cho nên là bèn vừa quay upline và vừa phát trực tiếp. Anh em xem tạm, sau đó để tối hôm nay sẽ xem full HD các trận đấu này. Full HD không chè. Thời gian hồi ý đã, xin mời hai đội chúng ta tiếp tục vào sân. Vâng, và như vậy là quay trở lại với trận đấu. Điểm số 6-4. Bước 1 tốt. Chuyền 2. Không vượt qua hàng chắn của Thanh Nho. Điểm cho Thanh Sơn 7-4 rồi. Năm điểm số liên tiếp luôn. Thủ quá hay của Vi, quá hay. Trời ơi, không được. 3-1 rồi.
Và như vậy là hai đội chúng ta đổi sân, đổi cười. Lợi thế quá lớn để cho Thành Trần vào bán kết. Ê, 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 Mù Sánh ơi, cho chạy được mơ. Để các bạn thấy bán không? Một đội hình có thể nói là hết sức cân bằng mà Thành Trần đang sở hữu ở thời điểm hiện tại, với những Hot Girl Vi Nguyễn, Diễm My, Trà My, Thanh Nhỏ. Trà My đang làm việc quá tốt mọi người ơi, quá xuất sắc. Lấy nửa trái. Thì dụ ngay đi anh lấy tiếp. Lấy cho mày nhìn đi trái đây. Trời. Trời. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Điểm số 8-4. 5 điểm số liên tiếp mà Thành Trần tạo ra. Lần này thì đã có điểm cho thị trấn rồi. Một pha đánh bóng tốt ở vị trí số 3. Đó là thứ mà Bèng đang trông chờ ở trận đấu này. Trận đấu quá hay, quá man nhãn. Chưa được. Không được rồi. Cánh tay của vận động viên này khiến cho pha dứt điểm của di chuyển của Diễm My không thành công. Điểm đổi cho Trung tâm Y tế 6-8. Và như vậy là ngay sau khi đổi sân thì Trung tâm Y tế đã có liền 2 điểm. Rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm thôi. Vào bước 1 của Trà My không thành công. Để bóng rơi từ cho 7-8. Em đi đánh bố thằng này đó đó. Chưa đứa à, Nhiên chưa đứa được à. Thời gian hồi ý đấy, xin mời hai đội chúng ta tiếp tục vào sân. Vâng, và như vậy là hết thời gian rồi, hai đội chúng ta trở lại sân tiếp tục nào. Rồi, phản công cho Trung tâm Y tế. Bỏ nhỏ hay, 8. Nếu như mà Thành Trần lên được 5 điểm số liên tiếp thì Trung tâm Y tế Áo Vàng họ còn giỏi hơn, họ lên được 6 điểm số liên tiếp rồi.
khoảng cách 84 nhưng mà bây giờ đã là 18. Họ lên được 6 điểm. 6 điểm số liên tiếp. Một khoảng cách mà rất khó có thể hình dung ra. Bèm cũng chia sẻ là ở Anh Sơn thời gian này mạng rất kém anh em ạ. Cho nên là bèm vừa phát trực tiếp, vừa quay hợp lại lại và bèm sẽ đăng lên ngay cho anh em ngay trong khi trở về với địa phương. Trận đấu sẽ chung kết nơi mà Trà My đang bị giam ở hàng sau. Trong khi đó ở cầu trên thì Thanh Nho vẫn chưa thể giúp cho đội bóng có được điểm số quân bình. Và như vậy là Thành Sơn đã phải xin thay người, thay đổi vị trí chuyền hai, linh hồn của đội bóng. Bước một quá tốt của Trà My. Nhỏ, bỏ nhỏ không thành công. Và quạt bóng của Trà My. Bóng rốt rồi, đó là Lily. 11-8. Mặt thất vọng của Trà My. Ngôi sao sáng nhất trận đấu này đang bị chôn ở hàng sau và không có những pha chuyền bóng từ hàng sau. Ở đây. Chết cha. Rồi, rất may. Một tình huống cướp bóng của áo vàng cắt được một điểm số rất quan trọng. 9-12. Điểm cho đơn vị Thành Sơn 9-12. 167 anh em đang xem yêu mến, cho các bạn xin thêm những nút like anh em ơi. Một trận đấu hồi hộp, hấp dẫn, đúng như là tính chất của trận đấu chung kết luôn. Và cướp bóng tốt của Nho. Chạm lưới rồi. 13-9. Trời ơi, rất tốt, rất tội tội cho My bị nhốt hàng sau. Câu trả lời tốt của Vy, Vy lên hơi muộn. 10-13. Bây giờ chỉ cần phát qua thôi, phát qua là được. Anh ơi, My ơi, hỏi trong tai đây, lại hỏi trong tai đây. Anh Diên ơi, anh Diên, anh Diên, lại hỏi trong tai đây. Lại hỏi trong tai cho chắc đây. Lại hỏi trong tai cho chắc đây. Cân nào, thực sự cân nào. Qua thôi, phát qua thôi. My lên rồi. Và chưa. My vẫn đang ở hàng sau. Tốt rồi. Đó là My. Ngôi sao sáng nhất của Thành Sơn. 11-13. Bây giờ chỉ cần phát qua thôi. Đơn vị trung tâm y tế xin hồi ý. Trung tâm xin hồi ý. Rất hồi hộp. 11-13. Cân nào. Một trận đấu mà vua chơi bom Trà My đang bị giam ở hàng sau và vừa có một cú đánh 3-3 uy lực. Ghi điểm. Hàng trên đang là Vy
và Nho. Thời gian hồi ý đã hết, xin mời hai đội chúng ta tiếp tục vào sân. Rất hồi hộp điểm số 11-13 của tổng điểm 15. Rất hay, rất là tự tin. Quá hay. Ôi trời ơi, vẫn là cái cổ tay quá cực khôi của mình. Không được, một pha lỗi chuyền hai và pha bỏ bóng không thành công của Mi Sói. 14-11 rồi. Vẻ mặt tiếc nuối của Trà My sau khi thực hiện một pha bỏ nhỏ không thành công. Bóng tốt, 12-14. Mi lên chơi. Đây là một pha phạt bóng có thể nói là nặng tựa ngàn cân. Nếu như là những vận động viên yếu bóng, yếu về tâm lý sẽ phạt pha bóng này cảm giác rất là khó khăn. Lỗi chạm lưới và như vậy là trận đấu kết thúc. Trung tâm y tế đã vào bán kết rồi. Chúng ta nói lời chia tay với Thanh Sơn, với Trà My, với Nguyễn Vy, với Thanh Nho ở giải đấu này. Quá đáng tiếc, My của chúng ta bị giam hàng sau quá lâu. Và khi lên điểm thì đã là chết boy, mad boy cho đối thủ. Và như vậy là kết thúc trận đấu. Chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn. Họ là cái tên thứ hai sau Phúc Sơn vào bán kết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.